Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức mới. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và có những giây phút thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Ngày nay, khi nền kinh tế ngày càng mở cửa, nhiều bạn trẻ không chỉ tìm việc làm ở trong nước mà còn sẵn sàng đón lấy cơ hội nghề nghiệp ở các nước lân cận. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia tiềm năng, thu hút đông đảo người Việt sang làm việc. Tuy nhiên, đánh đổi lại với việc có mức lương ổn là chuyện phải sống xa gia đình một thời gian dài, có khi lên tới vài năm. Mới đây, trên TikTok xuất hiện những đoạn video do tài khoản Nguyễn Quân đăng tải, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo chia sẻ, anh đã ghi lại hành trình bí mật trở về nhà của mình sau 4 năm làm việc ở Nhật Bản. Vì không cho ai biết việc mình sẽ về Việt Nam, thế nên phản ứng của cả bố và mẹ đều khiến cư dân mạng bất ngờ. Trước tiên, chủ nhân đoạn clip thuê ô tô về thăm mẹ nhưng giả làm khách mua nước. Sau một lúc được mẹ mình tư vấn chọn đồ uống, anh chàng bất ngờ chạy tới ôm mẹ. Vì chưa nhận ra con trai nên người mẹ hoảng hốt, lùi về phía sau và hét lớn, sợ người lạ tấn công. Người mẹ hỏi nhân vật lạ mặt, ai vậy? Khi được chàng thanh niên nhận là con, bà vẫn không biết chuyện gì xảy ra và hỏi đi hỏi lại, con là ai? Cảm xúc vỡ òa là lúc cậu bạn tháo khẩu trang để lộ khuôn mặt mình. Lúc này, người mẹ mới nhận ra người đối diện là con trai xa cách mình 4 năm trời và định thần trở lại. Cuối clip, người mẹ không giấu nổi những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Sau khi gây bất ngờ cho mẹ, nam thanh niên đã chạy ra ruộng, nơi bố mình làm việc để chào hỏi bố. Khác với cách phản ứng cảm xúc của mẹ, người cha sau khi thấy con trai chạy từ đằng xa bình tĩnh hỏi, về hồi nào vậy? Có lẽ cũng vì quá bất ngờ mà người cha đợi 1-2 giây sau mới bộc lộ niềm vui được gặp lại con trai với một loạt câu hỏi liên tục mà người con chẳng kịp trả lời. Nhưng điều đặc biệt là, ông bố lại thể hiện tinh thần chống dịch của mình khi hỏi con trai về chuyện cách ly sau khi bay từ nước ngoài trở về. Đúng là với những người cha, người mẹ, dù con cái có lớn lên, có đi xa để học tập hay làm ăn, nhưng khi trở về nhà vẫn là những đứa con bé bỏng. Điều bố mẹ mong mỏi nhất khi con cái đi làm ăn xa là khi thấy con trở về thăm gia đình với dáng vẻ khỏe mạnh và bình an. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.